Bà ngoại, bà ngoại đói bụng chưa? Bánh này là takoyaki cháy, ở trong có nấm giò gà, nấm rơm, cà rốt bằm, ít chả cháy, tiêu, muối, hành, lá với một chút xíu bột nấm, quá ngon luôn, với lại sesame oil. Là ngon hả? Ngon má ha. Ngon ghê chưa? Nhìn nè. Mai mốt con rảnh con bán một chai được không má? Được. Con chai á. Muốn bán cái gì đâu bán nha. Nếu bán đã cả tuần đây là được á. Bán không tiền, bán này bán không cần tiền. Mà nếu bán sao có tiền là được. Nhân dân nó hỏi kìa, nếu mà con bán ở trước nhà là má có tính tiền mướn chỗ không? Tính đi. Sao con ngoại không có tính?